Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục cái bài thủ công lớp 3 với chữ H và chữ U. Các hai chữ này thì hơi phức tạp hơn một tí. Đầu tiên, bạn chuẩn bị một tờ giấy thủ công như thế này. Ở mặt sau có kẻ ô ly, mặt trước là màu. Bây giờ các bạn cắt một hình chữ nhật có chiều cao là 5 ô và chiều rộng 3 ô. Bây giờ cắt chữ H, chúng ta gấp đôi hình chữ nhật lại. Bây giờ chúng ta sẽ gạch bỏ những cái phần cắt đi. Phần nào khơ để lại thì chúng ta không gạch. Bây giờ các bạn cắt theo cái đường kẻ này. Các bạn đổi bên đi để cắt cho nó phải tay, cho nó dễ. Nhưng mà nhớ cái phần đã gạch nhé. Như vậy là chúng ta đã xong phần chữ H. Đấy. Bây giờ đến phần chữ U, khó hơn một tí. Cũng tương tự như phần chữ H, ta cũng lấy 5 ô chiều cao và 3 ô chiều rộng. Bây giờ chúng ta gấp đôi chữ hình chữ nhật này lại. Chữ U chúng ta sẽ cắt bỏ đây cái phần này. Biết phần này. Bây giờ các bạn muốn cái phần cong cong của phần chữ U như thế này này. Đấy. Chúng ta sẽ dùng một cái cúc áo nhé, để chúng ta vẽ hình tròn, vẽ cái phần vòng cung. Đấy. Vòng ngoài thì các bạn lấy cái cúc to hơn một tí. Xong, rất là dễ dàng. Bây giờ cắt theo, bỏ những cái vòng phần cung này đi.
Như vậy là chúng ta đã thực hành xong cái bài thủ công cắt chữ H và chữ U. Nếu các bạn thấy video hay thì hãy like, chia sẻ giúp mình nhé. Nhớ bấm đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chào các bạn. Vậy là chúng ta đã cắt xong chữ H và chữ U. Bây giờ chúng ta tiến hành dán vào trong sách để hoàn thành bài tập. Tuần sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt chữ V, chữ V. Các bạn nhớ theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.